Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Rossi Việt Nam trở lại giới thiệu đến các bạn dòng máy sấy giày dép dân dụng và công nghiệp hiệu năng cao. Hiện nay chúng tôi đã nghiên cứu và sản xuất 16 model máy sấy giày dép gồm hai loại máy dạng xếp và máy dạng thanh treo, đa dạng dung tích kích thước, hệ điều khiển thông minh, kết hợp với các công nghệ sấy hiện đại đem lại hiệu quả sấy gần như tuyệt đối và sự an tâm hài lòng của khách hàng khi sử dụng. Rossi Việt Nam hiện là đơn vị phân phối máy sấy giày dép chất lượng uy tín, đa dạng nhất trên thị trường. Sản phẩm ngày hôm nay Rossi muốn giới thiệu đến các bạn có model MSG600 Pro là dòng máy sấy giày dép dạng da xếp, sử dụng hệ điều khiển cơ. Máy có kích thước lần lượt là 1940x600x530mm, dung tích 600 lít, điện áp 220V, công suất 1500W. Máy được thiết kế chắc chắn với toàn bộ khung máy làm bằng inox 201. Với 5 tầng giá sấy, giúp sấy được từ 15 đến 20 đôi giày dép trong thời gian ngắn mà không phụ thuộc vào thời tiết. Công nghệ sấy diệt khuẩn khử trùng bằng tia cực tím, khử mùi hôi ẩm mốc bằng ozone, sấy khô giày bằng quạt nhiệt đối lưu tuần hoàn giúp giày dép khô nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Hệ thống điều khiển nhiệt độ và thời gian bằng chiếc áp cơ và hệ thống cảm biến đa điểm giúp người dùng dễ sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng và bảo trì trọn đời, luôn đồng hành cùng người sử dụng. Máy sấy giày dép được sử dụng rộng rãi dùng để sấy dép, sấy giày thể thao, giày da, ủng lao động, thắt lưng, túi xách và dùng tại các cơ sở chăm sóc vệ sinh giày túi xách, các cửa hàng giặt là, bệnh viện trường học, nhà máy xí nghiệp, văn phòng công sở, góp phần không nhỏ trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống và dịch vụ, sản xuất kinh doanh. Hiện tại, sản phẩm máy sấy giày diệt khuẩn Đức Việt có sẵn tại các showroom của Rossi Việt Nam sẵn sàng phục vụ quý khách. Để tham khảo về các sản phẩm của chúng tôi, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0912 863 364 để được tư vấn và sở hữu sản phẩm với mức giá ưu đãi nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.